Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh. Người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm viên dầu cá hồi A New Omega 3 là một trong những dòng sản phẩm đến từ Canada. À, thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng là viên dầu cá thì tốt như thế nào cho sức khỏe đúng không ạ? Không chỉ là hỗ trợ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, mà viên dầu cá hồi này còn được biết đến với tác dụng là hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ cũng như là tăng cường sự dẻo dai ở người cao tuổi. Và hiểu được những điều này thì các nhà sản xuất đã cho dòng sản phẩm, cho ra đời dòng sản phẩm ở uh, viên dầu cá hồi New Omega 3 như bên cạnh kiểu anh đây và đây là một trong những dòng sản phẩm đang đứng hàng đầu trên thị trường hiện nay và được rất nhiều người sử dụng và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm này Viên uống New Omega 3 là một trong những dòng sản phẩm đến từ Canada, tuy nhiên thì lại được nhập khẩu tại Hàn Quốc và đây là một trong những dòng sản phẩm, một trong những nguồn cung cấp ở DHA cũng như là EPA lý tưởng cho chúng ta. Và với dòng sản phẩm này nó còn có công dụng là loại bỏ các cholesterol xấu trong cơ thể, cũng như là loại bỏ các chất thải, các chất độc có trong cơ thể của chúng ta. Và đối với những người, đối với những khách hàng mà gặp vấn đề về tim mạch hay chúng ta muốn hệ tim mạch của mình khỏe mạnh hơn thì khi sử dụng dòng sản phẩm này nó sẽ có công dụng đi sâu vào cơ thể cũng như là nuôi dưỡng sức khỏe của hệ tim mạch. Viên dầu cá New 3 Omega 3 hỗ trợ điều trị u sơ tuyến tiền liệt và chứng rối loạn cương, tăng cường sinh lực mạnh mẽ cho đàn ông cũng như phái nam, giảm các biến chứng về mạch máu và thần kinh của bệnh nhân tiểu đường giảm mỡ, giúp điều hòa lượng cholesterol và triglycerides trong máu. Và viên dầu cá hồi là một trong những dòng sản phẩm được biết đến với công dụng là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho thai nhi cũng như là cho mẹ bầu. Và đối với những người mà đang gặp tình trạng về sức khỏe tim mạch như Kiều Oanh vừa kể trên thì khi sử dụng dòng sản phẩm viên dầu cá hồi này nó sẽ có khả năng là giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp cho chúng ta đồng thời loại bỏ các cholesterol xấu ra khỏi cơ thể cũng như việc là cung cấp các cholesterol tốt và làm tăng cường sự hoạt động của các mạch máu lên tim. Quan trọng hơn với dòng sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng cho trẻ nhỏ, nó cung cấp các dưỡng chất cần thiết tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là đối với hệ xương khớp. Đồng thời, tinh dầu cá hồi còn có khả năng phòng ngừa hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch, thần kinh, suy vành, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bảo vệ tế bào gan, giảm rõ rệt tình trạng gan nhiễm mỡ đem lại làn da mềm mại cho phụ nữ, cung cấp dinh dưỡng trí não cho trẻ, mang lại khí lực cho người già. Và chính nhờ những công dụng như vậy thì dòng sản phẩm viên tinh dầu cá hồi Omega 3 này thì đã và đang được sử dụng rộng rãi. Và với cách dùng sản phẩm này thì cũng vô cùng là đơn giản. Các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, đối với người lớn thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống 2 lần sau bữa ăn và mỗi lần chúng ta sẽ uống hai viên dầu cá hồi như thế này. Còn đối với trẻ nhỏ thì mỗi ngày chúng ta cũng sẽ uống 2 lần Tuy nhiên, chúng ta chỉ uống mỗi lần một viên thôi và cũng sẽ uống sau bữa ăn. Và ngoài ra, dòng sản phẩm này thì đã có kiểm định cũng như là có chứng nhận đàng hoàng. Vậy nên các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Và quan trọng hơn hết, để mua được dòng sản phẩm tốt cũng như là chất lượng, thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm viên tinh chất dầu cá hội Omega 3 đến từ Canada và Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.